trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng Vion. Anh đang quay quảng cáo một cái loại trà, một cái loại thức uống rất là bổ dưỡng, Siddhartha. ăn được phúc, Siddhartha. Tôi có chất lượng, bạn có sức khỏe, là một cái loại nước uống rất là ngon mà tiếng luật gọi là sự tin tưởng tuyệt đối cho cái loại thức uống này từ người em Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc đã mở một cái quán này để chiêu đãi tất cả mọi người trong anh em. Tại vì nhưng mà cái này em trả tiền mà. Thì em trả, anh nói đúng rồi. Sao anh nói là chị Ngọc chiêu đãi gì đâu? Chị bắt em trả tiền. Có, em chị bắt em là 52.000 một ly, nhắc kỹ luôn, 100 ly là 5.2 triệu. Mà hả, lúc đó còn dụ em nữa, nói giảm 50%, em giặt 100 ly đi, coi như có 50 ly với nhiêu, mà không có. Chị ăn hết. Đúng là những đứa nói đạo lý thì sống như gì các bạn. Không, còn rất cái chuyện ai trả tiền không quan tâm, nhưng mà quan tâm nhất là cái chất lượng nước rất là ngon nha các bạn. Cái này là nước gì vậy anh? Nước này là nước trà hột sen. Hạt sen giùm em cho sen tổng. Ok, trà hạt sen. Thôi quay giùm mà bắt bẻ quá. Trà hạt sen rất là ngon nha mọi người. Mình uống, mình đừng có nuốt liền các bạn. Mình uống, mình nhấp nhấp, mình cảm nhận có một cái vị béo nhẹ của kem nè, vị ngọt thanh của đường phèn. Đó, chất trà thì trà ở đây nó không có đậm, nó nhẹ lắm, cho nên những cái người nào mà không quen uống trà là có thể uống được nha. Ủa, mà sao quay bên anh Luật tới vui mà quay bên Restart coi là sáng luôn, đúng là người trả tiền tốt khác. Trà này không ngon đâu mọi người ơi, trà không ngon. Trà không ngon. Các bạn nhớ ủng hộ chị Ngọc nha. Chị em, địa chỉ 411 Trần Hưng Đạo B, quận 5. Trần Hưng Đạo B, quận 5. Ngay góc ngã tư Trần Hưng Đạo và Châu Văn Liêm. Trà không ngon đâu mọi người. Ôi, sao tự nhiên sáng lại rồi kìa. Trà ngon đó hả? Trà rất ngon. Trà hạt sen rất ngon, hạt sen rất là bùi nha. Ăn nó mềm mềm, phải gọi là chất lượng. Tôi có sức khỏe, tôi có chất lượng, bạn có sức khỏe. Còn tôi có sức khỏe thì chắc chắn bạn mới có chất lượng rồi, đúng không? Đúng không? Đúng rồi, ok mọi người. 411 nha bọn mọi người ơi. 411 Trần Hưng Đạo B. Trần Hưng Đạo B, ngay góc Trần Hưng Đạo và Châu Văn Liêm nha mọi người. Có vui chơi dành cho trẻ em nữa, có tàu lượn siêu tốc, hồ bơi nữa. Siêu tốc, hồ bơi. Và đặc biệt có cả một rạp chiếu phim, nhưng toàn là chiếu phim của Ninh Dương Lan Ngọc không mọi người. Bất ngờ chưa? Hãy đến Siddhartha nha. Tôi có chất lượng, bạn có sức khỏe. Nào mọi người ơi, Siddhartha number one. Nào cùng nhau uống trà Siddhartha. Rất là ngon mọi người ơi. Hãy uống đi, uống đi, uống đi. Ok em, 4 ly nữa cho anh. Cái này có trà nào? Ủa sao mày bỏ luôn cái hộp vô rồi cà phê trứng uống vậy hả mọi người? Trời ơi. Ủa làm sao mọi người? Trời nè. Rất ngon. Em quay đằng kia. Tiệm mình ở đâu ạ? Dạ. Nó có cà phê hết á. Tiệm mình địa chỉ bao nhiêu ạ? 107 Bến Phần Đồn. Điểm thứ hai là cái vàng vàng là cái gì vậy Vinh? Trứng anh, canh trứng. Cà phê được không? Thôi anh không uống cà phê được. Cà phê bên em nặng lắm. Không nhẹ. Nhẹ không? Nhẹ anh. Cái trứng đi. Trứng gì? Canh trứng. Không có cà phê sữa không? Cái này có trà nào? Ê! Ủa sao mày bỏ luôn cái hộp vô rồi cà phê trứng uống vậy hả mọi người? Trời ơi. Ủa làm sao mọi người? Không mở nắp gì, em làm kiểu này đâu có được em ơi. Thôi đây, đổ đây cho. Em muốn trà đào, lấy trà đào. Thôi, cho anh trà đào đi. Rồi em uống trà đào đi. Kem trứng anh thấy cũng quải quá rồi. Đây bé uống gì kìa, lấy uống đi. Đây là thử review thử món ngon lắm. Con thì văn bạn kỳ vậy. Trời nè. Rất ngon. Ok. Nó ok luôn
Bây giờ còn cà phê đen với cà phê trứng nhiều mọi người ơi. Nói chung là trà đào rất là ngon nha mọi người. Trà đào á, uống vô một cái là cái vị đào, cái vị đào không hề có một chút xíu, quá chất rồi luôn nha mọi người. Đào là đào thiên nhiên, đào là đào thiên nhiên luôn á. Đào thiên nhiên anh. Đào thiên nhiên. Em hái trên cây về em. Hái trên cây về dầm ra mọi người, không có ủ gì hết á. Nói chung là cái độ ngọt của nó ngọt đâu đây nè, ngọt hoài ở đây luôn nè mọi người. Trà đào ok nha. Dạ. Trà đào ok, cà phê cũng ok nha. Ngon 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 Vinh ơi. Cà phê trứng ok luôn nha mọi người. Đây là nước của anh Vinh. Mà tinh túy cho anh Vinh. Navi. Cà phê and food Navi của Trương Thế Vinh. Nói chung rất ngon mọi người. Vị ngọt đến từ thiên nhiên. Mình uống ra xong nó ngọt từ cái lưỡi. Mình nuốt vô nó ngọt ở đây nè, nó ngọt đây hoài luôn. Từ nãy giờ gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ nuốt nhưng vẫn còn ngọt. Sao anh nói với mình lượng quá học vậy anh Lực? Thôi mày mà ủa buôn bán nói gì ai dám mua. Nó giỡn chứ ngon lắm mọi người. Cà phê của Vinh đó ngon lắm. Ngon hơn cái cà phê của người con bé em trong cái bảy đậu luôn. Buôn bán. Buôn bán trà đào. Em ơi, coi cái giả nó review em kìa, nó nói em bán trà đào mà sao kỳ vậy kìa. Hả? Sao anh bán trà đào mà có đào vậy? Không có đào hả? Không có đào không? Có mà. Ý là có ai với mất. Ôi, tụi anh mới ra còn dạ. Sâu sơ. Cái giá sàn là lý này như nửa. Ba mấy ngàn á. Dạ. Ê, chị tính ra rẻ không? Sao đất phút nhiều ha? Đất phút là phố, làm có ly nào ba mấy rồi. Mà bên đó nó bán, nó bỏ đá nhiều hơn. Bỏ đá đầy. Ủa cái này là review hay là mình chia rẻ gì không? Nói chung là mỗi một tiệm đều có một cái nét ngon riêng. Tiệm, mỗi tiệm đều có nét ngon riêng hết. Mà hình như là hai tiệm này là lấy chung một chỗ hay sao đó. Bộ bỏ vô buồn à. Bột, trứng và nước. Tôi làm quảng quảng tôi hay gì vậy? Thôi biết đâu. Cất khăn đi. Lao làm sao sạch. Anh mượn bộ đồ của chương trình về luôn rồi em à. Âm thanh chút xíu đừng có giỡn giọng nha. Đó, bây giờ đứng lại hay là bây giờ chúng ta, anh có lắp âm thanh không? Anh có lắp âm thanh hay không? Anh chạy đâu được khỏi hả anh trai? Anh chạy đâu khỏi tụi tôi? Trời ơi chị Mèo. Cứu tôi trời ơi. Ủa đừng có quay nữa hả? Quay. Dạ Lâu xin lỗi đi. Chạy chết. Cháu. Chạy bà em đi bên đây. Anh Nam đi nè cậu ơi. Ủa lại cái này hả? Ủa anh Nam đang xin lỗi xin lỗi. Hai họ lo mình tập trung giùm em mà. Rồi. Một cái thôi đúng không? Đi ơi, lên chị ơi. Lên nhà.
Help me! Help me! Đứa nào chết dầu lên người anh hả? Hả cưng? Đang chuẩn bị quay thôi. Ngân đâu? Em xin lỗi, em là gì của Ngân à? Trợ lý, trợ lý. Trợ lý hả? Trời ơi, em vô mắt luôn. Ủa của em có màu hả? Quay phim hả? Ê chị, đi tập. Như reset lại luôn.